Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Tại sự kiện CES 2018 vừa qua, một sự kiện triển lãm điện tử lớn nhất thế giới có sự góp mặt của nhiều nhà sản xuất các thiết bị âm thanh nổi tiếng, trong đó phải kể đến hãng JBL, một thương hiệu đến từ Mỹ. Lần này thì hãng đã mang đến một loạt loa nghe nhạc chống nước mới như JBL Xtreme 2, JBL Clip 3 và JBL Go 2. Go 2 chính là chiếc loa rẻ nhất, nhưng nó có đến 10 tùy chọn khác nhau và lại là chiếc loa được nhiều người dùng nhất. Tại sao lại như vậy? Không hẳn vì giá đâu các bạn ạ. Hiệu năng sử dụng mà nó mang lại cũng như là thời lượng pin khiến ai cũng cảm thấy thực sự ấn tượng. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc loa đặc biệt này đã thu hút các tín đồ âm thanh như thế nào nhé. Nối tiếp sự thành công của phiên bản đời đầu JBL Go, doanh số bán ra thời điểm đó là hơn 10 triệu bản và có thể nói là một trong những chiếc loa tạo nên tên tuổi của hãng trong vài năm trở lại đây trên thị trường âm thanh. Vậy nên cũng không có gì khó hiểu khi người dùng rất mong chờ Go 2, bản nâng cấp rất đáng giá. Với chiếc hộp được đóng gói cẩn thận là điều tất yếu của mọi sản phẩm JBL. Họ rất cẩn thận trong mọi khâu xuất xưởng, kể cả vận chuyển sản phẩm để đem đến cho người dùng một sản phẩm hoàn thiện nhất. Hộp đựng loa JBL Go 2 được chia làm hai phần chính. Phần dưới được làm từ bìa cứng, đựng phụ kiện của chiếc loa, gồm có một sợi cáp sạc và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng cơ bản. Phần trên được làm từ bìa trong, giúp cho người mua có thể lựa chọn được màu sắc ưng ý nhất của mình. Về thiết kế thì JBL Go 2 vô cùng nhỏ gọn và dễ dàng cầm nắm ngay trong lòng bàn tay của người dùng. Nhìn tổng thể JBL Go 2 có phần bụ bẫm hơn chiếc Go bản đầu tiên, trọng lượng thì cũng được tăng từ 130g lên 184g. Mặt trước thì vẫn dùng mặt lưới kim loại, có đèn LED báo hiệu ở sau mặt lưới. Ở phiên bản JBL Go, với mặt lưới kim loại dễ dàng bị cấn mốp sau thời gian sử dụng nếu có rơi rớt. Khắc phục điều đó thì JBL Go 2 được thiết kế bo tròn hơn ở bốn góc. Vỏ loa được làm bằng nhựa, chất liệu được phủ sợi cao su khiến cho cầm chiếc loa trên tay khá chắc chắn và cứng cáp. Sản phẩm cũng được hãng gia công tăng độ bền để chống lại những va đập trong quá trình sử dụng. Phần trên chiếc loa chúng ta sẽ có các phím bấm chức năng để giúp người dùng sử dụng một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Bên phải là cụm khe kết nối, gồm một cổng micro USB và một cổng AUG 3.5mm. Phía mặt lưng có in logo hãng rất to, nổi bật tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Về tính năng, được trang bị công nghệ Bluetooth 4.1 tiên tiến, JBL Go 2 có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị nhưng mà vẫn đảm bảo ổn định trong quá trình phát nhạc. Vẫn biết rằng với một chiếc loa di động thì có kết nối Bluetooth được xem là quan trọng nhất, nhưng không có nghĩa là tốt nhất trong mọi trường hợp. Chẳng hạn như bạn muốn chơi nhạc từ một thiết bị đời cũ không hỗ trợ Bluetooth, lúc này thì cổng âm thanh đầu vào AUG 3.5mm thực sự phát huy tác dụng. Việc sử dụng dây cắm cũng làm tăng thời lượng đáng kể cho chiếc loa của bạn. Tuy có thân hình nhỏ gọn nhưng mà thời gian phát nhạc của chiếc loa này lên đến 5 tiếng liên tục ở mức âm 80% theo như hãng công bố. Loa cũng sẽ tự ngắt nếu bạn không nghe gì trong 15 phút. Với tiêu chuẩn chống nước IPX7 được tích hợp sẵn trên sản phẩm, JBL Go 2 sẽ hoàn toàn được bảo vệ trong nước. Theo như mình test, loa có thể xử lý nhạc ở dưới độ sâu 1m trong tối đa 30 phút. Về âm thanh thì không có quá nhiều thay đổi ở chất âm. JBL Go 2 được đánh giá là phiên bản khắc phục nhiều khuyết điểm âm thanh tồn tại trên JBL Go. Âm bass cho ra có lực hơn, chất âm cũng được cải thiện phù hợp để nghe tạp nhiều loại nhạc khác nhau. Đấy là khi so với phiên bản đầu, còn với riêng JBL Go 2 thì sao? Sở hữu dãy bass cực kỳ gọn gàng, chặt chẽ, kiểm soát chính xác trên từng nhịp đập của bài nhạc. Khi để ngay trước mặt thì chiếc loa này phát huy tốt nhất cho người nghe đối diện, đủ lớn cũng như đủ lực đập để người nghe có thể thưởng thức. Nhờ màng loa Passive giúp tái tạo dãy sub trầm hơn một chút, tránh các bản nhạc đương đại bị thiếu hụt dãy bass. Tuy nhiên khi bật max volume, lượng bass sẽ mất dần để bảo vệ màng loa không bị vỡ. Dù sao thì em nó cũng không còn hiện tượng méo hay là rè âm như phiên bản trước nữa. Mặc dù là dòng loa di động cỡ nhỏ, JBL vẫn mang lại giải mid vô cùng dễ nghe, có thể nghe được giọng ca sĩ mà không có một chút khó khăn gì. Nhưng vì hình thái nhỏ bé làm cho dãy mid chiếc loa này không thực sự chiều lòng người nghe nhạc nhẹ. Về dãy treble, nó mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng,
với nhiều độ tươi, độ giòn của điện tử và chi tiết cho những bản nhạc sôi động, những bài nhạc pop mạnh mẽ hay là sự nhanh nhẹn của những bản metal. Đồng thời còn đem lại cảm giác khều tai nhẹ nhàng từ đằng xa là dòng loa di động thông dụng nhỏ nhắn. JBL Go 2 thực sự phù hợp với những ai thích nghe nhạc ở không gian nhỏ hay là bất kỳ đâu mà không muốn âm thanh quá lớn. Chất lượng đàm thoại trên loa giờ đây cũng được cải thiện rõ rệt nhờ vào việc trang bị micro lọc tiếng ồn cao cấp. Em nó sẽ cho tín hiệu âm thanh trong trẻo và rõ ràng ở đầu dây bên kia, mang lại sự tiện nghi, thoải mái ngay cả khi nghe điện thoại trên loa. JBL Go 2 có mức giá dưới 1 triệu đồng, mức giá vô cùng dễ chịu phải không nào? Thân hình nhỏ gọn, âm thanh đủ dùng và quan trọng là em nó chống nước quá tốt. Nếu như bạn không đặt ra tiêu chuẩn quá cao thì ở mức giá này khó có sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Hãng JBL cũng trang bị cho người dùng tận 12 màu sắc khác nhau. Điều này thì giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn để mua sản phẩm, khẳng định phong cách và sở thích riêng của mình. Hiện loa JBL Go 2 cũng như các dòng loa khác của JBL đang được bày bán tại các showroom của An Tiến, đơn vị hàng đầu về phân phối các mẫu loa Bluetooth chính hãng như là Sony, Bose, Harman-Kardon tại Việt Nam. Link chi tiết về sản phẩm cũng như địa chỉ của hệ thống showroom mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Giờ tôi lại lang thang, yêu thì biết mất, ngày say cùng mây tung tăng, tôi mình biết phép.